Ok, vâng, xin chào tất cả cho anh em cùng các bạn và quý vị quay trở lại với channel của mình là Cáo đây. Từ hôm qua đến hôm nay thì mình khá là chắc nhờ anh em đã ngợp vì tạo hình cũng như là bộ kỹ năng của vị lưu thần này. Vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết bộ kỹ năng cũng như là lối lên thánh di vật kết hợp cùng đội hình và vũ khí nha anh em. Thông tin đầu tiên, tên gọi của lưu thần là Rasengan. Bay ATK khá là cao khi đạt 337 ở cấp độ 90. Rasengan đột phá tăng sát thương nguyên tố lôi 28,8% khi đạt level 90. Với tấn công thường không có gì nổi trội khi cũng như các nhân vật sử dụng thương khác với năm đòn đánh thường cơ bản mình sẽ không nói nữa. Thứ sẽ làm nên tên tuổi của vị lôi thần trẻ này chính là hai chiêu thức cực kỳ độc lạ của Raiden Shogun. Kỹ năng E với tên gọi thần biến ánh chớp tà ác, Raiden Shogun tung ra một mảnh Ultima gây sát thương nguyên tố lôi đồng thời để lại một con mắt bão tố trên đầu nhân vật. Hiệu quả này vẫn tồn tại khi chúng ta đổi nhân vật. Con mắt bão tố sẽ kích hoạt hiệu quả gây đam khi nhân vật đang ở trên sân được trang bị hiệu quả này. Nó sẽ như một con quả OZ liên tục gây sát thương lôi cùng với 211% sát thương khi tung chiêu. Theo mình thì đây sẽ là một chiêu thức đáng đồng tiền bát gạo khi có thể liên tục gây sát thương lôi với sức tấn công là 75,6% khi thiên phú đạt level 10 với hiệu quả gây đam mỗi 0,9 giây ngay cả khi Raiden Shogun không có mặt ở trên sân. Và còn đặc biệt hơn, khi hiệu quả này sẽ không bao giờ biến mất tác dụng trừ khi anh em bị hạ gục với 10 giây cooldown nhưng có đến tận 25 giây tác dụng. Các ông muốn gì ở chiêu E của một nhân vật đam to, hỗ trợ tấn công tốt, nhưng các ông nghĩ gì khi chiêu E của Raiden Shogun còn tuyệt vời hơn cả thế, vừa có thể gây một lượng đam lớn, vừa hỗ trợ tấn công toàn thời gian lại còn tăng đêm. Đúng, các ông không có nghe nhầm đâu. Một skin hội tụ đủ 3 phẩm chất xịn nhất của một con tướng DPS. Sau khi có ấn trên đầu, bất kỳ nhân vật nào sử dụng kỹ năng nộ sẽ được tăng 0,25% cho mỗi năng lượng cần dùng. Thông tin này có thể sai vì trong tương lai không biết nhà phát hành Miozo sẽ làm gì cả. Nhưng nếu đúng như thông tin đang có sẵn, việc tăng 0,25% đam cho mỗi năng lượng cần dùng sẽ là một hiệu quả buff đêm quá lớn ở hiện tại. Lấy ví dụ một nhân vật cần tiêu tốn 80 năng lượng để kích hoạt kỹ năng nộ cũng đồng thời kỹ năng nộ đó sẽ được buff 20% tương đương với lại hai món tông thất. Đây quả thực là một kỹ năng khá là phá game anh em ạ. Ok, gác lại kỹ năng E, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ năng Q của vị đấu thần này khỏe đến mức nào nha. Kỹ năng nộ, bí kỹ, mộng tưởng chân thuyết. Tờ hợp tất cả những sự thật, ước nguyện vĩnh hằng, Raiden Shogun giải phóng mộng tưởng chân thuyết, tiêu tốn 80 năng lượng nguyên tố, chém một đòn mộng tưởng nhất đao gây đam AOE, sau đó sử dụng vũ khí kiếm đơn mộng tưởng nhất tâm để chiến đấu trong 7 giây tiếp theo. Khi ở trạng thái mộng tưởng nhất tâm, tất cả các đòn tấn công của Raiden Shogun sẽ chuyển hóa thành sát thương nguyên tố lôi và không thể bị đính kèm. Ngoài ra, khi những đòn tấn công của Raiden Shogun trúng mục tiêu sẽ hồi lại năng lượng cho tất cả nhân vật trong đội, mỗi giây hồi một lần, có thể tối đa hồi 5 lần. Đồng thời trong khoảng thời gian này Raiden Shogun sẽ miễn nhiễm với tất cả các loại sát thương lôi, lượng đêm của mộng tưởng nhất đao và mộng tưởng nhất tâm sẽ tăng dựa vào stack bình chứa với thời gian hồi chiêu lên tới 20 giây. Khái niệm bình chứa là do mình tự đặt ra để giải thích cho mọi người dễ hiểu. Cơ chế của bình chứa như sau: khi đồng đội ở gần sử dụng kỹ năng nộ sẽ sạc cho Raiden Shogun, với mỗi điểm năng lượng mà kỹ năng nộ đó sử dụng sẽ sạc cho Raiden Shogun 0,2 điểm bình chứa. Tương đương khi một nhân vật sử dụng một kỹ năng nộ tốn 80 năng lượng sẽ hồi cho Raiden Shogun 16 điểm bình chứa. Tối đa bình chứa của Raiden Shogun chứa được 60 điểm. Và với mỗi điểm bình chứa của Raiden Shogun sẽ được gia tăng 0,97% lượng đêm của dạng kiếm khi ở thiên phú level 10, tương đương với lại 58,2% lượng sát thương được cộng dồn vào tất cả các đòn đánh sau khi sử dụng kỹ năng nộ. Theo đánh giá của mình thì lượng đam mà Raiden Shogun có thể gây ra thực sự sẽ rất là khủng khiếp. Nếu thông số được giữ nguyên như vậy, mình đảm bảo Raiden Shogun sẽ vượt qua tất cả các top DPS hiện tại. Với lượng đêm của mộng tưởng nhất đao đạt tới 706% khi ở thiên phú level 10, cũng rất nhiều hiệu quả buff sẽ kéo lượng đam của Raiden Shogun lên một con số rất là cao, thậm chí có thể lên tới hơn 1000%. Đây là một con số mà một con DPS hệ lôi nên có, bởi vì phản ứng của hệ lôi thì không thể nào gây ra một lượng đam lớn được. Về kỹ năng nội tại, kỹ năng đầu tiên các bạn sẽ có ngay sau khi sở hữu Raiden Shogun. Khi đột phá kiếm đơn hoặc vũ khí gắn dài sẽ giảm 50% lượng mora tiêu hao. Theo mình thì đây là một thiên phú không có tác dụng nhiều lắm. Kỹ năng thứ hai mở khóa khi đột phá nhân vật lên level 20. Nhân vật trong đội khi nhận được nguyên tố tinh cầu hoặc nguyên tố hạt nhân sẽ tích tụ 2 stack bình chứa. Hiệu quả này cứ mỗi 3 giây kích hoạt một lần. Theo mình thì 3 giây kích hoạt một lần sẽ là hợp lý, bởi vì cooldown của Raiden Shogun lên tới 20 giây. Trong quá trình này sẽ nạp được 12 điểm bình chứa. Kỹ năng nội tại thứ ba mở khóa khi đột phá nhân vật lên level 70. Mỗi 1% thừa ra khi hiệu quả nạp nguyên tố vượt quá 100%, Raiden Shogun sẽ nhận hiệu quả 0,6% hồi phục năng lượng nguyên tố trong trạng thái mộng tưởng nhất tâm, tăng 0,4% hiệu quả tăng sát thương nguyên tố lôi. Lấy ví dụ Raiden Shogun sẽ có 300% hiệu quả nạp nguyên tố, khi đó ta sẽ có hiệu quả nhận được tăng 1,2 điểm hồi phục năng lượng khi sử dụng kiếm đơn. Kết hợp với 2,5 điểm hồi phục sẵn có tại thiên phú level 10, ta sẽ có 3,7 điểm phục hồi năng lượng. Vậy Raiden Shogun sẽ hồi trong đội 18,5 điểm năng lượng nguyên tố và tăng 80% sát thương nguyên tố lôi. Với nội tại chiêu Q đã giúp sạc năng lượng, lại còn được cộng thêm với kỹ năng nội tại thứ 3, Raiden Shogun sẽ trở thành một cục pin sạc năng lượng rất khủng khiếp. Ngoài ra, còn được cộng tới 80% sát thương nguyên tố lôi, Raiden Shogun sẽ trở thành một nhân vật vừa hỗ trợ gây đêm, vừa có thể gây một lượng đêm lớn. Ngoài ra, còn có thể trở thành một nhân vật giúp sạc năng lượng cực kỳ hiệu quả. Về cung mệnh, Raiden Shogun có hiệu quả cung mệnh cực kỳ đặc biệt khi cả 6 tầng cung mệnh đều tăng cho Raiden Shogun một sức mạnh rất là kinh khủng. Với tầng cung mệnh đầu tiên, lời tiên tri đen tối, tăng khả năng tích tụ bình chứa khi nhân vật lôi kích hoạt kỹ năng nộ sẽ tăng cho Raiden Shogun 80% hiệu quả tích tụ.
Ví dụ khi nhân vật Menlo của chúng ta kích hoạt kỹ năng nộ tiêu tốn 80 điểm năng lượng nguyên tố, sẽ tăng cho Raiden Shogun 16 điểm với nội tại gốc và 12,8 điểm khi Raiden Shogun có cung mệnh 1, tổng cộng sẽ có là 28,8 điểm. Đây là một cung mệnh cực kỳ quan trọng khi giúp cho lượng đêm của Raiden Shogun được tăng tiến một cách nhanh chóng, và khi các nhân vật khác không phải hệ lôi kích hoạt kỹ năng nộ sẽ chỉ được tăng thêm 20% mà thôi. Ở tầng cung mệnh thứ hai, thờ phụng lễ phải. Sau thời gian mộng tưởng nhất tâm, tất cả các nhân vật được gia tăng 30% tấn công trừ Raiden Shogun. Đây sẽ là một cung mệnh cần thiết khi thời gian chết của Raiden Shogun lên tới 12 giây sau khi kích hoạt kỹ năng nộ. Ở tầng cung mệnh thứ ba, như thường lệ sẽ tăng 3 level cho kỹ năng nộ quy. Ở cung mệnh thứ tư, càn quét thiên hạ. Đây là một cung mệnh cực kỳ khỏe khi trừ tới 60% phòng thủ của mục tiêu trong trạng thái kiếm đơn. Cung mệnh này sẽ gia tăng đáng kể lượng sát thương anh em có thể gây ra trong khoảng thời gian sử dụng kiếm đơn. Cung mệnh 5 cũng như bình thường sẽ tăng 3 level cho kỹ năng nguyên tố E. Và cuối cùng là cung mệnh 6, kế thừa ước nguyện. Khi trong trạng thái kiếm đơn, tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trúng kẻ địch sẽ giảm 1 giây CD kỹ năng nộ của toàn bộ nhân vật trong đội, không bao gồm Raiden Shogun. Hiệu quả 1 giây kích hoạt 1 lần, tối đa 5 lần. Theo mình thì đây là một cung mệnh khá tốt. Khi Raiden Shogun sở hữu cung mệnh này thì chúng ta sẽ có một đội hình liên tục có thể sử dụng kỹ năng nộ. Và đó là toàn bộ thông tin về Raiden Shogun hiện tại. Trong tương lai, nhà phát hành Miyazo hoàn toàn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Giờ chúng ta sẽ bàn về vũ khí của Raiden Shogun. Ở đây Raiden Shogun sẽ có hai hướng build chính. Hướng thứ nhất đó chính là hướng build theo mình nghĩ anh em free to play như mình nên hướng đến, đó chính là Raiden Shogun build theo hiệu quả nạp nguyên tố với vũ khí step up 1 chắc chắn rồi, cây thương 5 sao mới Glass Cutter Line với BATK khá là cao, lên tới 608 ở cấp độ 90 và dòng phụ hiệu quả nạp nguyên tố lên tới 55% khi đạt ở level 90. Với hiệu quả vũ khí tăng 28% tấn công dựa trên số hiệu quả nạp vượt quá 100% tương tự như kỹ năng nội tại thứ 3, đồng thời tăng 30% hiệu quả nạp nguyên tố sau khi sử dụng kỹ năng nộ quy. Đó chính là hiệu quả khi vũ khí ở rank thứ nhất. Khi ở rank 5 thì quá là khỏe nhưng mà rất là khó lấy cho nên là mình sẽ phép bỏ qua. Xếp hạng vũ khí thứ hai theo hướng build này chính là xương sống thiên không với BATK rất là cao, lên tới 674 khi ở level 90, dòng phụ tăng 36,8% hiệu quả nạp nguyên tố cùng với tăng crit và tốc độ tấn công khá là phù hợp cho anh em nào không có chấn. Kế tiếp đó là hai cây mẫu tinh liêm và thương tây phong. Mình thì không đánh giá hai cây này cao cho lắm, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ có một cây thương 4 sao mới mang tên tóm gọn với bay ATK khá là cao trong vòng khí 4 sao lên tới 510 và dòng phụ 45,9% hiệu quả nạp nguyên tố. Kết hợp cùng nội tại tăng sát thương kỹ năng nộ 32%, tăng tỷ lệ bạo kích kỹ năng nộ 12% khi đạt tinh điện 5, cực kỳ phù hợp với Raiden Shogun theo hướng build này. Và sẽ có khả năng cây vũ khí này sẽ là quá even và anh em sẽ có sẵn tinh điện 5. Mình nghĩ như vậy bởi vì Mihozo sẽ tặng vũ khí cách nhau một phiên bản. Với phiên bản 1.1 chúng ta có Fizz, 1.2 chúng ta có năng reset, 1.3 sẽ có một nhân vật Liyue, 1.4 tặng cung của Venti, 1.5 tặng Leona và 1.6 tặng sách của Glee. Và hiện tại phiên bản 2.0 đang tặng free nhân vật Pedo. Và tại sao chúng ta không tin nhà phát hành Miyazo sẽ tặng cây vũ khí trần 4 sao của Raiden Shogun free tinh điện 5? Ý kiến anh em như thế nào? Hãy cứ comment ở phía dưới để mình cùng tham khảo nhé. Hướng build thứ hai đó chính là build support dam. Với hiệu quả chiêu E luôn luôn tồn tại, lượng đêm 75% gây ra mỗi 0.9 giây sẽ là một lượng đêm khá là lớn. Vì vậy hướng build này sẽ giúp cho lượng đêm mắt báo tăng mạnh khi tập trung vào chỉ số bạo kích, sát thương bạo kích và tấn công. Với vũ khí phù hợp theo hướng build này đó chính là Hỏa Phác Diên. Khi liên tục gây đêm khiến nội tại của Hỏa Phác Diên luôn luôn kích hoạt tăng hơn 30% tấn công. Kế tiếp đó chính là Trường Hộ Ma, nhưng theo mình Trường Hộ Ma nên dành cho những nhân vật DPS khủng hơn là dành cho Raiden Shogun theo hướng build support này. Nếu không có hai cây vũ khí này thì thương quyết chiến và thương hắc nham sẽ là lựa chọn cứu cánh. Nhưng hướng build này theo cá nhân mình thì không nên build bởi vì chất tướng của Raiden Shogun đó chính là sub DPS. Chỉ có 7 giây sau khi kích hoạt kỹ năng nộ, Raiden Shogun sẽ trở thành DPS chính trên sân, còn lại sẽ đạt thời gian chết. Ok, sau vũ khí sẽ là bộ thánh di vật. Sẽ có hai bộ thánh di vật phù hợp với hai hướng build trên. Thứ nhất, theo hướng build hiệu quả nạp nguyên tố thì bộ thánh di vật mới dấu ngăn cách bộ 4 món sẽ là bộ thánh di vật cực kỳ phù hợp cho Raiden Shogun ở hướng build này. Khi bộ 2 món tăng 20% hiệu quả nạp nguyên tố, bộ 4 món tăng sát thương kỹ năng nộ dựa trên hiệu quả nạp nguyên tố, hiệu quả càng cao đêm càng lớn, tối đa 75% lực tăng tấn công. Với mũ chúng ta lấy tỷ lệ bạo kích, dòng phụ ưu tiên hiệu quả nạp nguyên tố và sát thương bạo kích, hoa và lông ưu tiên lấy hiệu quả nạp nguyên tố, kế tiếp đó là tỷ lệ và sát thương bạo. Còn về đồng hồ, nếu các dòng phụ bên trên với vũ khí đã đạt 300% hiệu quả nạp nguyên tố thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ tấn công, còn nếu chưa đủ thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ hiệu quả nạp nguyên tố. Thứ hai, theo hướng sắp DPS gây đêm E, ta sẽ mix hai món lôi và hai giác đấu và sử dụng ly sát thương nguyên tố lôi để tối ưu lượng đêm. Chúng ta sẽ lấy thanh di vật theo hướng này như build Kang Queen, giữ cho tỷ lệ bạo kích trên 60%, sát thương bạo kích càng lớn càng tốt. Hướng build này sẽ chủ yếu giúp cho kỹ năng E gây sát thương liên tục. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về đội hình phù hợp với Raiden Shogun. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nếu anh em có ý tưởng build đội hình tốt hơn hãy cứ comment ở phía dưới nhé. Đây là team mình nghĩ sẽ dành cho anh em free to play như mình. Thứ nhất chắc chắn rồi, đó chính là Raiden Shogun.
vị trí kế tiếp là Shinchu, kế tiếp đó là Menloi, và sau cùng sẽ một nhân vật hỗ trợ gom quái. Ở đây mình sẽ sử dụng Kazuha khi có thể tăng lượng sát thương nguyên tố lôi lên một mức đáng kể. Lý do mình sử dụng team này đó chính là chiêu quy của ba nhân vật kia tiêu tốn rất nhiều năng lượng nhưng đều có thể sạc lại nhanh chóng. Với Shinchu, sử dụng kiếm tế lễ sẽ giúp hiệu quả nạp của Shinchu rất là tốt. Ngoài ra, kỹ năng nộ tái vũ ly hồng tiêu tốn 80 năng lượng sẽ hồi so bình chứa của Raiden Shogun 16 điểm. Đồng thời kết hợp với nội tái thứ nhất của Raiden Shogun, Shinchu mỗi lần sử dụng kỹ năng nguyên tố đều rơi ra rất nhiều hạt năng lượng. Với E, hai lần của Shinchu sẽ hồi cho bình chứa của Raiden Shogun là 20 điểm. Kế tiếp là Menloi, được đánh giá là cục pin di động. Menloi sẽ tăng thêm một lần nữa khả năng hồi phục năng lượng cho team, đồng thời cũng gây sát thương nguyên tố lôi liên tục, cực kỳ tốt cho đội hình này. Và cũng với 80 điểm năng lượng nguyên tố để kích hoạt chiêu nộ, Menloi của chúng ta sẽ cung cấp cho Raiden Shogun 16 cộng 2 điểm bình chứa khi kích hoạt kỹ năng nộ và kỹ năng nguyên tố. Và cuối cùng mình sẽ dùng Kazuha. Nếu anh em nào không có Kazuha thì có thể dùng Scroll hay bất kỳ nhân vật anh em nào thích, có thể là Zhongli, Bennett hay là một nhân vật healer nào đó. Nếu có Kazuha thì lượng sát thương mà lôi thần gây ra có thể tăng lên một mức cao nữa khi đòn khuếch tán của Kazuha tăng thẳng và sát thương nguyên tố, rất thích hợp cho lôi thần ở vị trí gây đêm này. Đó là tất cả những gì mình có thể tìm được. Hy vọng anh em thấy thích video này và đừng quên bỏ 5 giây ấn like và subscribe để ủng hộ công sức của mình nhé. Đừng quên chia sẻ đến bạn bè để mọi người cùng sim lôi thần nào.